Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình. Trong lần này hướng dẫn The Witcher Walkthrough này, Witcher 2 chứ, thì chúng ta sẽ làm quest chính, The Assassin of the King. Quest này có một số, có một thành phần quan trọng ảnh hưởng đến quest Metili Heart. Nói chung là tại vì do một số lựa chọn của mình mà mình sẽ không thể hoàn thành cái quest này được, nhưng mình vẫn sẽ hướng dẫn các bạn cách hoàn thành. Tiếp theo là chúng ta sẽ hoàn thành hết cái quest này, và đây chính là khúc quan trọng chia rẽ cốt truyện của chapter 1 ra làm hai hướng. Một là bạn theo phe Ilvet, hai là bạn theo phe Roach, Venom Roach. Thì cả hai sẽ ảnh hưởng đến quest sau này bạn nhận được. Cho nên mình sẽ bắt đầu chia cơ cấu về sau hơi khác một tí, là thực hiện trong quest của Ilvet xong mình sẽ chuyển sang quest của Venom do tech sell ra mà. Kệ đó. Rồi không dài dòng nữa, thẳng tiến bước vào walkthrough thôi. Ôi, chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát đi thẳng tiến vào quest The Assassin of the King. Trong lúc thực hiện quest Assassin of the King này, bạn có thể lấy được món item cuối cùng của quest Metilithot. Nhưng tiếc thay, do sự lựa chọn ban đầu của mình mà mình không thể hoàn thành quest sắp được. Bạn hãy thẳng tiến đến Seven, cái chỗ nhà nghỉ ở đây, rồi nói chuyện với thằng Jotan, thằng người lùn ấy. Nào, nói về chuyện muốn gặp Ilvet. Good to see you, Zoltan. What are you doing so far from home? It's a dog's life, Geralt, I'll tell you that much. You work your fingers to the bone for 6 years, you listen to the tirades of that old tyrant Breckenridge, you buy jewels. Then she breaks off the engagement. And there I was, leveling like a vote. Fuck it. Out of sight, out of mind. Farewell to your daughter, the forge in Novigrad, and all the world's Breckenridge's. I'm a plain merchant, and I've made my peace with that. I need to find your vet. I ask you a favor. Shoot. I heard you know the local square town. You heard? Meaning some goat's arse and a helmet hollered it out in the market square. I need some way to get to this Yorveth. You know, I don't want you thinking I'm all chummy with the square town. And Yorveth detests me. Why would you want to see him anyway? He knows where the Kingslayer is. Đoạn giữa của quest này sẽ cho bạn trận đấu khá là khó nhằn với thằng cha Litho, thằng Witcher mà giết vua ấy. Thằng nó khá là khó chơi đấy, vì nó biết mọi chiều, bạn biết. Đã thấy dùng đẳng cấp cao của phép cao hơn rồi chứ. What? I met a few, yes, but made no fucking deals. What about their leader? They say Yorveth's mad, but the Skoya teller at his beck and call. Sod knows what he wants. Hope he'll tell me what it is. Tell you what, of two evils, Lorido's the bigger prick. Because he almost hanged you? Because he stirs up the locals against non-humans. And there's word he's colluding with Kedwin. What's his angle? Greed! Nói chung vậy, ông này dẫn chúng ta đến chỗ gặp Ilvet. Hay đến xác là gặp lính của Ilvet, rồi Ilvet sẽ bảo lính đó sẽ dẫn, chỉ bảo ông này dẫn chúng ta đến chỗ gặp Ilvet. Luyện tập chơi tí. Rồi, bọn này có thói quen dập cửa mặt người ta à? Mình đi theo không? Cần phải lạc nhé các bạn. We need to go deeper into the forest. I hope they didn't change the password. You know their password? What are you playing at, Zoltan? All right. The Skoyatel asked me to command a unit. No wonder Lurida wanted you hanged. This is it. I was due to meet them here. I know. They're aiming arrows at us. Ha! Ông này có khả năng cảm nhận bọn nó từ rất xa do nghe được nhịp tim. I know too well you're always vigilant, but quit poking fun at me. Give them the password. What them? Hurry up, they're edgy. Here, Kegald! Stop calling. What do you want? Counter sign. Heidegger.
I asked you a question. Take us to Yorveth. Why? If we wanted to speak with you, we wouldn't ask for your leader. Yorveth won't talk with you. You don't know that. Leave while you're still able. The two of you won't scare us off. Rồi hắn sẽ bảo là thằng Charaf này, thằng cha Zoltan, Zoltan này có thể dẫn mình đến chỗ của thằng cha Yorveth. Thì dẫn đến thì gặp bẫy, sắp bẫy là đánh nhau với một con quái. Wait at the clearing. The dwarf knows where. We'll let Yorveth know. Make sure you do. Come on, Geralt. I know what those elven tricks are planned. Been there once. What are you talking about? That clearing is a monster's lair. Huge horse sun with a shell on its back. And Ericus in these parts? I thought that was impossible. I don't know the ship's name, but it's terrifying. They sent us into a trap. Biết thừa là chát cho phải đi đấy các bạn ạ. Đó mới là Witcher chăng. We're here. That creature prowls down there. Right where we're supposed to meet Yorveth. Exactly. Any ideas? Giật chiến. I last fought an Ericus some time ago. Trận đấu với con này cũng gần như tương tự với con Enra Queen mà thôi. Cứ uống thuốc chống độc và bôi sẵn đồ lên kiếm là bạn có thể tự do và thoải mái chiến đấu với nó. Rồi, uống miếng thuốc nào. Bạn có thể dùng Mongo cũng được, nhưng mà có lẽ Mongo hơi phí vì độc của nó cũng khá yếu. Mà không nhất thiết phải sử dụng năng lực chống độc cao cỡ như Mongols. Bảo bớt cái coi. Uống này rồi. Đây rồi. Bôi ít thuốc. Vì con nó cũng thực hệ run bọ cho nên bạn bôi ít dầu insectoid vào. Rồi đi. Không quá khó vì thằng cha Zoltan này là một cái bù nhìn dụ con nó khá tốt. Ok. Nó ở ngay đó. Lập tức chọn ngay Iarden. Cầm kiếm bạc. Dùng Iarden để đặt bẫy ngay dưới để có thể khiến dụ con Arachas dính phải bẫy thì nó sẽ bị stun một lúc đủ cho bạn lâu cho nó 3-4 cái. Thật ra lần trước mình chiến đấu nó dễ hơn nhưng không ngờ trong lần này chiến đấu với nó thằng người lùn nó tỏ ra một vô dụng chưa từng thấy. Rồi, liệu bom đi. Liệu bao nhiêu như liệu shit vậy. Rồi xong, sắp chết. Hay. Cái thằng Zosan này nó chỉ chém vào phần có giáp của con Acha để làm được cái tích sự gì. Hồi trước nó rõ ràng nó hữu dụng lắm cơ. Không hiểu sao lần này nó cái gì bị què. Trời ơi. Đang lùi gì mà yếu. Ê mày. Mày mà cũng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chọc cái càng đá vào người mình hai lần nữa là mình đi luôn. Rồi đợi xí. Dùng Queen để bảo hộ cơ thể của bạn nếu bạn đang trong tình trạng nguy kịch. Bởi nó còn chút xíu máu à, nhanh lên, bình tĩnh. Ôi, tí nữa thì toi. Nếu mình bị dính độc là chết chắc. Rồi, ok, ngon lành cần đào. Tí nữa thì toi. Không, nếu bạn cũng không muốn mình máu chống độc mà bạn bị dính độc thì với lượng máu chừng đó thì bạn đi về với chúa liền.
A lovely show, Gwynblade. But tell me, was it worth it? An uneven fight and certain death await you anyway. I could ask. Bạn chọn gì thì chọn. Không quan trọng lắm, nhưng thực tế nếu bạn làm cho thằng này nổ cáu lên á, mấy thằng kia bắn tên vào người bạn chết đáng chịu. Nên nói phải biết lựa lời mà nói. Letho betrayed you. He wanted to make a deal with your comrade Kieran. Kieran Ep Esnilin is dead. 2 weeks ago his warriors were ambushed and killed. You should invent better lies, Gwynblade. He's on the barge, wounded but alive. He turned Letho down, and his unit paid the ultimate price. If you speak the truth, Letho will die. But words alone are not enough. Ủa, trong khúc lựa chọn này thì bạn chọn thế nào cũng được, nhưng mà thực sự thì nếu như bạn muốn trả lời nhanh thì chọn cái câu trên cùng. Nhưng hỏi hiểu thêm một chút về câu chuyện cũng chả mất gì. Killing berry pickers, eating roots. We live by our own rules, doing what's necessary to attain our goal. What is your goal? What's it to you? Mục tiêu của anh là cái con khỉ gì? You tell me to stuff it up my ass. Để pháp suốt đời trong rừng như này làm cái gì? My life now depends on your whim, so I'm curious. Then listen well. The two dead kings were whoresons who damned their own children to stay in power. Bạn ấy rất giỏi chửi tục. Nghề sinh nghề tự nghiệp. You still trust this assassin? You may be lying. If I'm lying, so did Kieran. We'll investigate it for his sake. We shall see how Letho reacts to your sensational news. Where is he? Ở chỗ cái vườn hoa hồng nơi chúng ta ấy với Triss Merigold ấy. The ruins of Kelmawed. For some reason, he likes the place. My unit will cover us. Ready? Good. Nope, đừng chọn. Okay, khoan. Để xí. Nhanh cũng được. You attack and murder the people of Flotsam, forgetting that elves and dwarves live among them. That's no life. They've been stripped of self-respect, forced to live and die by human laws. They're more dwarven than you, Geralt. Dwarven có lẽ là tính người hoặc con người gì đó, đã hiểu lắm. Why kill Foltest? He might have appeared charming, but in reality he allowed the elder races in Temeria to be oppressed. He was like old Dwarven, but his death has more significance. Okay, I need to do something first. Vì nếu bạn chọn Let's Go thì bạn sẽ không thể nhặt được xác của con Agathard gì đấy. Xác của con này trong đó có con mắt. Nói chung là một trong thành phần cơ thể của nó, một món item quan trọng. Quest của Quest Methylene hay Metalatine Hurt. Với mình thì do sự lựa chọn là bán cái lá bùa cho con mụ phù thủy đó, cho nên mình không thể tiếp tục thực hiện cái quest đó được. Cho nên bạn hãy tiếp tục thực hiện quest đó. Mình sẽ hướng dẫn cách làm nhưng không thể làm trực tiếp qua video được. Thực tế những gì bạn có thể làm chỉ đơn rất đơn giản. Đó là giết control để lấy lưỡi của nó. Thì đó chính là món item cuối cùng để thực hiện cái nghi thức rửa tội cho cái lá bùa. Thì cái chuyện đó khá đơn giản. Lúc đó sau khi thực hiện xong cái quest Assassin of the King này thì chúng ta chôn của nó sau. Ấy lộn đường. Thật sự mình đi trong khu rừng này không hơn dưới 30 lần mà vẫn không cách nào nhớ được đường. Loạn. Có người bảo mình quỳ bóc quá nó vậy đó. Nhưng mà thôi thẳng tiến về làng thôi. Nhầm. Thể tiến đến Evenrun thôi. Đường đi đến đó chắc bạn cũng biết rồi. Nhưng mình sợ mình phải dò đường khá lâu. Nên chắc là mình sẽ skip. Nói chung là cái chỗ lần trước chúng ta đến để mà lấy cái Rose of Remembrance cho ông Giraffe ấy. Cái đến đó là thẳng tiến thôi các bạn ạ. Rồi, khúc tiếp theo sẽ là khúc quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện của game. Đâu nhầm, để ảnh hưởng đến quest sau của game. Cho nên các bạn hãy cẩn thận với việc lựa chọn. Mình sẽ giải thích kỹ sau. Nhưng bây giờ thì thẳng tiến bước vào. Nhớ xem game trước nhé. Uầy, cả chuột lẫn bàn phím không di chuyển được. À được rồi.
Hú hồn tưởng toi. We need a ruse. Tell Letho you've captured me and want to hand me over to him. And you? I'll be unarmed, hands bound. If you're not lying, his reaction will confirm it. I don't trust you, of course. My warriors will cover us if you try anything stupid. I get it. I don't think so. Do anything stupid and they'll tie you down on an anthill, face coated with honey. You'll scream so loud even the storm riders will hear you. Are you always so grandiose? We could just tell Letho to own up. I'd fail men here. Đó là cách của em mà có giữ đồng sánh. Conquer with courage rather than strength. Exactly. Let's go. Make sure you don't betray our ruse. Có vẻ giống. Ngoài trừ việc cái vỏ ghế nó lắc một cách vô cùng vô duyên. Geralt of Rivia. What's the meaning of this? Cả ba đứa đứng nói chuyện, thằng cha kia ngồi tán nhóc dưới mưa, chật. Yorveth, the woodland fox caught at last. I underestimated you. Who are you? Mà thôi, khúc này có lẽ các bạn tự nghe vẫn hơn, mình commentary không hay lắm khúc này đâu, vì nó ảnh hưởng đến cốt truyện đây. And here I feared that you would ruin it all. I am Letho of Gullet. I'm a kingslayer. Joke's over. Unbind me. Kirinep Esnilin told me you want to eliminate Yorveth. Even if I do, why would you help me? Bledad one. Tell me who you're working for, and the elf is yours. We work for ourselves. We? The Kingslayers. The Reacher. Demavend, Foltest. Who else? Who the hell are you? We've met Geralt. Do you remember? No. I'll never forget it. You saved my life. White Wolf. We fought side by side. Now we'll cross blades. This wouldn't be necessary if I'd killed Yorveth first. Sarit and orcs will drown in their own blood. Oh, I don't think so. My men will finish their task long before the Scoia'tael in the Pontar Valley realize you're dead. You killed Foltest. You'll answer for that. You're the only one who saw it happen. You'll do the answering. Serret and Ox, who are they? Kingslayers the Scoia'tael are assisting in the Pontar Valley, in Upper Edern. We don't have to fight. Có lẽ vậy thôi, chọn trên mình chả biết nhưng mà thích chọn dưới. Không là quan trọng đây, chỉ có chọn sau mình sắp đầu rồi. What game are you playing? One that you just lost. Give me my sword. Để khúc giúp Roach hoặc giúp Yvette. Ở đây mình chọn giúp Yvette. Die! Để đấu thằng Jelly thôi được khá khó nhằn đấy. Such a pity we're on opposite sides. I see you still know how to fight. Rồi, okay. Chọn ngay lập tức R. Còn bên đây bôi ngay miếng quest stone. Chiến thuật rất đơn giản. Mỗi khi nếu nó là kỳ tung chiêu Queen cho người nó rồi thì đừng cố tấn công nó làm gì, sẽ cực kỳ nguy hiểm bạn gì đấy. Còn vì sao nữa?
It's your own fault for playing soldier boy. Đừng cố tấn công nó khi nó đang có queen trên người. Ngay khi bé queen mà tung on, nếu như bạn đang ở gần thì hãy dùng đánh 3 lần heavy attack. Nếu bạn đang ở xa phải lại gần thì bạn chỉ đánh 2 lần heavy thôi. Trích theo combo là 1 lần on, 3 lần đánh mạnh, lại 1 lần on, 3 lần đánh mạnh thì máu đóng rút cây máu của nó xuống nhanh chóng thôi bạn ạ. Vãi văng ở ra. Nhớ cẩn thận, nó dùng odd, igni, bomb, đủ thứ hết. Nếu dùng chúng ta có biết thải gì là biết thải cho nó. Nó sắp chết rồi, nó sắp cutscene rồi. Đó, nó hất được kiếm của nó ra. Nhưng mà hai vị đấu trưởng thì bạn sẽ thua, lộn, Witcher sẽ thua. Nhưng thằng này tha mạng vì nhớ lại những gì Witcher từng làm cho nó. You really think they will all keep quiet? Your best time is running out. The others will be judged and condemned for sowing chaos. So why? You were one of us, Geralt. You saved us. Now we're even. Your witch is good with magic. Think she'll be able to teleport me to Eden. If she behaves, I won't harm her. I'll find you. See you in Eden then. Rồi, bây giờ thì tùy nếu bạn lựa chọn giúp Yvette thì người chuyện nói chuyện bạn sẽ lưu Yvette. Where's Roach? We killed a few of his men. The rest ran. Is Letho dead? On his way to Flotsam. How do you know? He wants to find Triss. Kill him. Before he contacts the others. You shouldn't have trusted a Dwan. Let's go. We can't go there, Geralt. The garrison. Of course. Nhưng nếu bạn giúp Yvette thì hậu quả của sự việc là khi bạn quay về Flotsam sẽ có cuộc thảm sát ở đó. Miss Ted at Gwynblade. Good luck. Okay, nhặt lại cái kiếm nó vừa mới bắn văng của chúng ta, nhặt luôn cái phần quả mấy quả bom nó để lại. Chết chật, đầy đồ quá, giục bớt đi đã. Rồi, sau khi bạn có thể đi khỏi đây bằng chính con đường mà chúng ta đã làm khi ở phần Quest Rose Remembrance. Và con đường từ đây về đến nhà chắc còn chẳng còn gì xa lạ với bạn. Rồi, đến làng Flotsam. Để coi đây cái đồ gì xịn không. No. Kiếm rửa ác á thêm. Thôi rồi, chẳng còn mất tốn thêm nhiều thời gian để nhìn cảnh mình đi từ đây về nhà nữa. Teleport. Về làng rồi. Qua video thì đơn giản như lần nào mình cũng lạc vớ vẩn. Thôi nào, đi thôi. Nhẹ, yêu quyết kiếm vào đề phòng. All we need now is a storm. Rồi nó không hiểu ra bên trong kia thì đang xảy ra thảm cảnh giết người, ở ngoài này vẫn sống vui vẻ như ngày thường. Chờ. Bạn sẽ cản đường bạn. Hãy dùng The Witcher. Open the gate. Sorry, I can't. Hãy dùng AC để mà làm thằng này cho mình vô. Who'd be bothered by a witcher within the town walls? Right. Come in, white one. Đi tiếp. Ok, mình nhìn thấy máu me ta lạ. Thuyền rơi ta lạ. Đi ra ngoài đây và bạn sẽ thấy một thằng té xuống bị đập tàn bạo.
và cái xác của hai người bị treo cổ vẫn còn để nguyên đó. Chật. We were too good to you. Fastened yourselves on our toil. Ok, Ram kia giúp đỡ anh bạn bị Ram bị đánh đập nào. Mình không hiểu tại sao luôn mình luôn thành công nhưng mà bây giờ này phép AC của mình tỏ ra vô cùng hiệu quả. Leave the dwarf alone. He's done you no harm. Right, he's our neighbor. Vớ vẩn mấy con lợn này, thiệt tình. Thanks, Richard. If not for you, I'd be a dead dwarf. Hide. The humans have gone mad. Ok. Nghe tiếng khóc đâu đây nhưng mà kiểm tra sơ chắc chẳng sao. Thôi thì quay về chuyện chính thì đã tính tiếp. Lại nữa. Ok, sao lại ra nói chuyện mấy lão. Hai thằng sinh đôi à? Lại thằng ăn táo uống rượu nữa rồi. Leave them alone. They've done you no harm. Lại thành công. Right, they're our neighbors. Let's go home, lads. Mấy thằng đần này thiệt tình không hiểu rồi đó. I just about felt the blades chill between my ribs. They've done them no harm. Rồi bây giờ trèo lên trên tầng trên nói chuyện với bà căn phòng của Sile. Aduo. Cái phòng này toàn máu, bắt đầu investigate nó thế nào các bạn hữu. Don't just stand there. We need to look for clues. Oh. Sheila's bodyguard. His neck's broken. No wounds. So that's not his blood. Inconan. Breaks the guard's neck. Then wounds herself? That's stupid. What a mess. Somebody had a good time in here. Trashed everything. I don't get it. Someone else had to be here. Dandelion, look. What is it? Willow. A peephole. Someone might have been spying. The brothel's behind that wall. Maybe the madam saw what happened. Let's go. Adieu. Hey. Sao nói chuyện với bà nào? Bà Margot. À nếu bạn chọn giúp Roach thì bà Margot thì bà già Margot này sẽ chết. Thì bà sẽ tự tử ở trong căn phòng của bà. That was her room. What happened? They murdered her. Yesterday they loved her, drank wine with her, told her she's pretty. Today five of them came drunk on blood, screaming filth. She had a client at the time? No, she was with me. What are you looking at? I was consoling her. I was hoping you knew what happened in the next room. I noticed a peephole, but if you were busy. We were, until we heard voices beyond the wall. Sheila normally cast spells that blocked both sight and sound, but there was nothing like that this time. We started peeping. Me first. Đâu có, mà nói dối đấy. Triss Marigold and Cedric. Đó là con elf đang nằm kia chết, là người nhìn trước. And said, let's see who our ice queen's been talking to recently. She meant Sheila. Even I figured that out. She waved her hands, shouted an incantation, and a man appeared in the room, mighty ugly. Darai was so scared, she squealed. When I finally got Darai out of the way, a different figure was in the room, a woman Triss called Philippa. Philippa. Greetings, Philippa. Hmm? Triss, you're looking nice. Hmm? Hang on, em làm cái trò gì vậy? Hmm?
Why are you using Sheila's megascope? I can't believe she approved it. That's like using her toothbrush. Sheila's oblivious to it. Where are you now? I intend to stop Edirne from falling apart. There's a popular uprising here, a real fight for freedom. You'd like it. I doubt it. It had started before Demoven's death. Cha, cái đang làm gì ông mập ấy? Ông đã bảo vệ rồi. Đừng nói là hắn Humans and non-humans, nobles, burghers and peasants marching side by side towards a new beginning. They gave the royalists a heavy thrashing. Now they're the only armed force in Edirne. What happened to Demoven's son, Prince Stannis? He's joined the rebellion and makes a virtue of necessity. He pretends to like the idea of equality and justice. What's your intention? To stop Henselt of Kedwin conquering Upper Edirne. Our bellicose king would become too powerful. What is a girl from Edirne? Saskia the Dragon Slayer. Legend has it she killed a dragon. Can she oppose Henselt's might? It won't be easy, but she's already accomplished miracles. So war is inevitable. Hắn ra kia móc đồ gì cho người của ông bảo vệ hoài ấy. What does they want from you? Isn't it obvious? Two northern rulers have perished. We've been thinking on these developments. Temeria is in chaos and I lost my position. There goes the effort we put into building peace. What's your intention? What has the Lodge decided? I mean, it was created to protect the interests of magic. We'll adjust to the new order and make use of this situation. 5 years of my work wasted? The peace of Sintra hangs by a thread, and Temeria will plunge into civil war any day now. There's nothing to use. We need to find those responsible and dispense justice. Calm down. Two things should be partaken cold. Sorrel soup and politics. Calculate, and don't let your emotions lead you. We can't resurrect Foltest, so stop playing the Avenger. We'll proceed wisely and deliberately. We'll use the situation, understand? At least help me clear the Witcher's name. Triss, stop with your vagina and get a hold of yourself. The Witcher will manage. What's Sile doing in Forslam? It's a delicate matter. We need someone at Henselt's court, but he hates sorceresses. I know. Henselt's only son died in a hunting accident 3 years ago. The king has failed to sire more offspring, in spite of trying incessantly. Sheila claims she can heal the king's faulty apparatus, but needs very rare ingredients. Which she intends to harvest from the Cairn. Exactly. This way a sorceress will have the king's ear again. That's all I know, really. What happened to Triss? What happened to Triss? I don't know. I already told you about the only conversation I heard. Just before those murderers came. They kicked me and stabbed Darai. But I heard fighting from the other room. The sorceress was screaming. When the murderers left, searching for other victims, I peered outside. Thought I saw Cedric sneaking through the alleys towards the forest. He was staggering. Thank you, Margot. I owe you. Witcher, wait. Give this to Yarvath. A letter. The names of Darai. Mày đó đang liên quan đến bọn Yarvath rất nhiều. You're spying for Yarvath? I help him from time to time. Just give him the letter. I'll try, but I can't promise anything. Dandelion, wait here for me. I'm going to find Cedric. Okay. Muốn tìm Cedric rất đơn giản, chỉ cần theo dấu máu của Cedric. Uống một bình Cat Poison sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng bạn nên nhớ, nếu như bạn mà chọn giúp Yvette thì việc tìm Cedric thì hơi rắc rối một xíu. Vì khắp thành phố chỗ nào cũng đầy vết máu thì khó mà nhận biết được cái nào ở chỗ nào mới là chỗ Yvette đi. Nhưng các bạn nên nhớ một điều thế này. Chết Yvette sẽ chết ở bên cạnh cái thác nước. Bạn thật sự chẳng cần đi theo vết máu đâu. Cứ đi chạy một mạch ra cái thác nước là xong. Không cần biết bạn đi đường nào. Nhớ, như mọi người vẫn nói, mình đục, mọi người vẫn biết, mình quên mất tiêu chủ của thác nước ở chỗ nào rồi. Sẽ làm con đường dài đây, chết tiệt.
quên mất đi hướng này. Well, Cedric, where are you? Vết máu được rồi, vết máu được rồi. Nội trong rừng của này cũng có vài ba vết máu dẫn bạn đi lộn đường nữa cơ. Thôi thì để mình ráng đi tìm đường vậy. Tạm thời skip khúc này. Rồi gần tới rồi, gần tới rồi, cuối cùng cũng xoay sở gần tới. Ui chà. Ok rồi. Tới ngay vậy luôn. I no longer feel the pain. Always wanted to. Cụ thể ông này sẽ kể chi tiết câu chuyện về khúc mà thằng Jalito tới bắt Chris. I killed the Dwan guarding the door, and we broke in. Again, I killed a Dwan. I know. Where's Triss? A Witcher came in, attacked us. I tried to protect Triss. He was fast. Too fast for me. Anh đúng không yếu quá. Triss before she could cast a spell. He knew how to fight a sorceress. Then he ordered her to activate the Megascope. He needed to get to Edirne, near the dwarven town of Bergen. Triss said it was madness, but she didn't have the coordinates. He gave her a strange look, threatening. Better give it your best. You're going first, with me right behind you. Uh-huh. Passed out. When I woke, they were gone. But I knew I was dying. The forest called me. Why, Cedric? Why did you get involved? Why did you get involved? Why did you? Sometimes we must. Have I told you about my visions? That's why I drink. Okay, nói chung là ông cảm thấy có trách nhiệm ấy mà. I'm safe in a mist of vodka. See nothing, feel nothing. Cedric, calm down. But now I see clearly. You need to regain your memory. Uh-huh. Only then will you understand who's killing Crowned Dwan and why. How can I get it back? In Edda. In a place tainted with dark magic. Where ghosts of the fallen will fight a great battle. Save your souls and your memory. Nói chung thì chúng ta sẽ tiến xa hơn về vụ Returning Memory. Một cái chết khá ngon với một elf. What's happening? Through the forest. I feel a presence. Đó. Các bạn thu đường đường đi. My forest. The thing. Hết. Thế là kết thúc cuộc đời của Cedric chết giữa đống nấm. Thật là tội nghiệp. Xong quest, lên level. Và chúng ta đây chính là khúc chia con đường về sau, chúng ta thành hai con đường. Một là theo Yveth, hai là theo Roach. How? He forced Triss to cast the spell. Shit. Roach sent me to find you. We're setting off. He's learned something new. The Skoyatel are also up to something big. What? What's Roach intend to do? He went off on Laredo, so it must concern the Commandant. It's something important. What are the Skoyatel want to be? They want to storm the bar. Thực sự thì sau khi vụ này chúng bạn sẽ có thêm hai quest mới. Crossroads Skoyatel và Crossroads Roach, Venom Roach. Thì nếu như bạn giúp đưa cái kiếm của Skoyatel của thằng cha Iovet cho Iovet thì mặc định các bạn sẽ khởi động luôn quest Crossroads Skoyatel. Và ngược lại nếu bạn giúp Roach thì mặc định quest Archi sẽ là Crossroads Venom Roach. Thôi chọn lựa chọn còn lại nào. Ok, chọn lựa chọn thứ hai. Zip Roach.
What game are you playing? One that you just lost. Ucha, Ucha! Dua! Give me my sword. Half brooch! Aqua! Get the Kingslayer! Okay, trận đấu diễn ra với Jalitho chẳng khác gì cả. Thôi skip được rồi, này quá tay rồi. Sau trận chiến với thằng cha Lethal thì vì bạn giúp Roach nên người nói chuyện bạn sẽ là Roach. Where is he? Where's the Kingslayer? Fled. Yorvith? Captured. My men have taken him to Flotsam. The Kingslayer may attempt to spring him from prison. I doubt it. He needs Triss. Really? Why? I've set the elves against him so he can't move through the forests. I have to find Triss first. Okay. Giờ đi thằng cha này. Đi thằng cha này rất là khó chịu vì nó, lúc mình chạy bộ thì nó đi bộ, lúc mình đi bộ thì nó lại chạy. Và thử nhiều khi đứng im nữa, nó cũng mệt lắm. Như cũ, nhạt, mình lại mang đồ quá nặng. Thả bớt vài vũ khí ra. Đúng à. Con đường đi vẫn như cũ thôi, nhưng mà dự mình sẽ skip. Chứ còn đi từ đây đó lâu hơn là lúc nãy mình đi nữa cơ. Ok, đi thôi. Khi bạn quay về Flotsam thì thay vì... Nếu bạn giúp Roach thì thay vì nhìn thấy một thảm cảnh thì bạn sẽ thấy một bữa tiệc. Chật. Và bạn sẽ kích hoạt một quest nhỏ. Đó là quest Mudguard Disappearance. Long live Witcher Geralt! Long live Vernon Roach! Here's to you, noble lords! Long live Temeria! It seems we've given the Commandant occasion to throw a feast. Open barrels of the best wine! I want to see whole hogs on spits! I hereby declare a holiday! Celebrate, my lords! Today's my treat. No innkeeper or wench will take a penny from you. Here's to our heroes. Have a drink, Witcher. Ôi, ai mời như lão này mời ta nhất định không uống. That's uncalled for, but hard luck. See you, Vernon. Right. And don't worry about our prisoner. We'll take good care of him. À, giờ ta lo cho Tristan là cái thằng cha yêu bét đó. Then Geralt whipped out a silver chain and throttled the beast. Her eyes popped and she spasmed terror. And here he is. Honorable ladies, noble lords, allow me to introduce Geralt of Rivia. I was so worried about you. Dandelion, we need to talk. Geralt, you're Flotsam's hero. Have a drink. Lorito's buying. Not now, bitch. I'm busy right now. Won't wet your whistle with me, old friend? I need to find Triss. Triss? Oh, yeah, Triss. Totally forgot. She went to meet Sheila at her rented quarters to see this thingamy megascope or something. Anyway, here's to the beautiful ladies. The ladies will have to wait. I need you. Come on. I was lucky enough to get the key to Sheila's nest. Incidentally, for a big woman, the innkeeper's wife is surprisingly nimble. Okay, giờ đi thôi. Come on. Đi tìm vẫn như cũ, kiểm tra như để mình bán ít đồ đó. Nặng quá. Ơi, bán xong. Đi thôi. Ủa, chặn đường bà rồi. Để đi bên này. Như cũ thôi. Chỉ khác một chút đỉnh về cuộc nói chuyện thôi. Rồi, mọi người biết phải làm gì đó. Kiểm tra xác thằng lính trước. Cái giường, rồi cái lỗ trên tường. Cuộc hội thoại nào không quan trọng mình sẽ skip hết, đừng có trách mình. So that's not his blood. Triss enters, breaks the guard's neck. What a mess. Then wounds herself? Somebody had a good time in here. Trashed everything. I don't get it. Someone else. Dandelion, look. What is it? What is it? A peephole. Someone might have been spying. The brothel's behind that wall. Maybe the madam saw what happened.
Let's go. Ok. Quay sang kia nói chuyện với con bên này, tại vì bên này sẽ kích hoạt quest The Marcus Disappearance. Thực tế là bà đi tự tử ở phòng của bà, nên bà sẽ không thấy bà đâu. Darai, this is Witcher Geralt. We just want to talk. Tell us who used this room most recently. Margot and me. Margot? The madam. What is it you want? Triss Marigold, red-headed sorceress. She was in the next room. Do you know what happened to her? We went spying. I know nothing. There's no need to be scared. Just tell us what you saw. I know you looked through the peephole. Margot was nervous about the holiday. She told the girls to give freebies today. Then she took me to my room and we made love. Just as I was, we heard voices and Margot started spying. It was the sorceress and Cedric. Are you sure? Yes. We started fighting for the people, but finally Margot let me take a peek. Just said she was going to see who the Ice Queen had spoken to recently. She approached the mirror and whispered something. There was a flash and a terrible looking man popped out of the mirror. What did he look like? Uh-huh. Like a worm. A hungry old worm. Huh. I wonder... Triss was aghast, and the worm said, Why so pale, Marigold? Have you seen a ghost? Then he smiled maliciously, and lại nữa. Nhìn mấy cục này biết ra làm dùng để làm gì rồi. Why so pale, Marigold? Seen a ghost? What is it now? Greetings, Deathmold. I wondered who Sheila had been talking to recently. Spying on each other, eh? That's new. What's your business? What did Sheila you want spoke to you? Why would I tell you? Tại sao mày nói chuyện với Sheila? And only dislike me. You wouldn't miss the tiniest chance to make her life miserable. You're right. Sheila wants to unsaddle me to take my place at Henselt's side. Henselt hates sorceresses. Henselt lost his son and is having problems siring an heir. He is no longer a young man. She promised him offspring, said she'd guarantee a child if he finds a young, strong woman. He just need to... I know where children come from. Prove she's lying, and I'll be most appreciative. I can't, which means you've got a problem. Slow down. I still play first fiddle, you know. Okay, what does Hansel up to? Are you out of your mind, Marigold? Be glad I'm even talking to you. I need to know what's going on. Help me, Deathmold, and I'll return the favor. You know nothing useful to me, and I don't want your graces. You don't tickle my fancy. I have some information about Philippa. Yeah. Do you know where she is? Rồi, fail, right. Mà đây là phải biết chơi rồi, mà thành công. You'll answer my question. Fine. A single question in exchange for information on Philippa. What does Sheila want? What's her price for that miraculous cure? A seat on the Royal Council and the title to 3 alchemical shops which give above £300 in yearly revenue. Well, well. If I had a say in this, I'd set the dogs on her. Your turn, Marigold. Philippa's in Vergen, a small town near the Cadwenia-Durnian border. Okay. I know its location very well. The remnants of Eden's army have assembled. Rồi xong, nói chuyện không có số như thế này, vẫn là đi tìm thằng cha. Who's the girl? She commands a rabble of peasants, poor noblemen and non-humans. Vẫn là tìm thằng cha, đúng rồi. Prince Dennis Demavend's son can't disappear. Nhưng mà đơn giản hơn vì chỉ có một vết máu thôi. Và bạn nên nhớ, nếu như bạn giúp Iovet, cả thành phố này bị tàn tàn như vậy, nhưng việc tìm Cedric sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng mà bạn sẽ được nhận được sự giúp đỡ khá khá từ quest cuối của cái chương 1 này là quest Floating Prison. Còn nếu như ngược lại, bạn ở đây dễ một chút nhưng sẽ gặp một chút khó khăn ở Floating Prison nếu bạn giúp Roach. I've no idea. Margot pushed me away to get a peek herself, but I heard a smash, shouting and a fight. Margot covered the people with a picture. She was pale and told me to keep my mouth shut. We sat for a while and left only when all was quiet. Margot went to her room and I haven't seen her since. But I noticed Cedric staggering away down the alley
that leads towards the forest? Dandelion, wait here. I'm going to find Cedric. What about Margo? Right. We should look for her first. Okay. Cứ xem bà má có tí thôi. Vì dù sao bà cũng chết rồi. Ngó hàng tí lấy xem cái bức di thư của bà rồi ta biến. Như cũ phòng của bà ở đây. No, tell me. Down the flat, tries to get it on, falls fast asleep, and she wakes up a virgin in the morning. Damn, we're too late. Why did she? Doubt we'll ever know. I'm getting Cedric. Động cơ của thằng nào? Rõ ràng động cơ của ông đó là động cơ của bà. Đó mà. Bạn thích đọc thì pause lại mà đọc. Mình không nhiều thời gian đâu, nhưng mình giữ chút cho bạn đọc. Ok, xuất phát. Mặc cột nốt. Không quan trọng, giờ đi thôi. Ủa, ga nào? Làm gì có thằng nào trong phòng này? Thằng nào trốn trong phòng này? Tôi muốn ra khỏi đây, tôi thấy nguy hiểm rồi. Ủa, mở cổng được, à được rồi. Remind me, which one was this Foltest they killed? Punch this lights out! Okay. At Oyston and stood by her town. 3-4 ngày trôi qua thằng nó vẫn say ở đó, ghê thật. Rồi, tìm đường đến chỗ thằng cha... Cedric thôi, bạn cứ đến tháp nước là chuyện đơn giản. Hai, cái nào? Rồi, chúng ta đến được chỗ của Yvette. Vẫn là một cái cuộc nói chuyện y chang như vậy. Catmill, Gwynblade. I no longer feel the pain. Always wanted to die among trees. Cedric, không sao, tôi sẽ giúp anh. Triss asked me for help. I killed the Dwan guarding the door. And we broke in. Again, I killed a Dwan. Dwan. Where's Triss? A Witcher came in. Attacked us. I tried to protect Triss. Uh-huh. He was fast. Too fast for me. He hit Triss before she could cast a spell. Triss said it was madness. Thôi thôi, nói nhiều quá. Skip. Said, how can I get it? In Ed. Ok, như cũ vẫn là một cái chết được sự hiện diện của mấy bầy muôn thú và hai thằng cha kia mòn đến đây. Geralt, where... The king's... Mình thì mình thích bây giờ sẽ theo Roach, bước Roach Yvette trước. Vì bên đó mình cũng được. Nói chung thì về sau cơ cấu quest sẽ, mình làm sẽ thay đổi một chút. Về cơ bản thì sẽ là mình sẽ làm một quest của Yvette, sau đó làm tiếp tục một quest của Roach. Mình chia hai đó ra thành hai dòng. Ai muốn theo thì skip đến đoạn đó, còn ai không muốn theo thì cứ bỏ qua đoạn đó hoặc xem cho biết cũng được. Nói chung là vậy. Còn cộng skill thì chắc là để từ từ mình nghiên cứu, còn bây giờ thấy băn khoăn quá à. Cộng thêm VLT cộng 100, chật. No. Sau đi. Ok. Dạ thì chúng ta sẽ thực hiện quest Melatine Heart. Như mình đã nói rồi, do sự lựa chọn lúc đầu mình bán cái lá bùa đó nên mình không thể thực hiện quest được. Bây giờ bạn muốn thực hiện thì mình sẽ chỉ các bạn. Bạn cần những item sau. Một là Troll Tongue, lưỡi của con troll. Archer Eyes, Essence of Death. Nếu bạn làm theo hướng dẫn của mình thì thứ nhất bạn còn chưa được lấy được đó là món Archite. Mà nhầm, Troll Tongue vốn là phải giết con troll mà chết mình chưa giết. Thì bây giờ mình biết phải làm gì rồi đó. Chúng ta sẽ đi giết con troll để lấy cái lưỡi của nó.
Đùa. Con chuột ở đâu bạn cũng biết rồi đấy. Trèo xuống nói với nó là thôi ta nghĩ lại rồi giết mi vậy. Thì nó sẽ cho mi giết. Mình dùng cho các bạn giết. Dạ, nếu bạn để ý thì giờ này quái vật gần như không còn xuất hiện nữa. Ra do bạn đã thực hiện xong quest. Guess they'll never learn. Mascot, là nhầm quest Necker Contact và Endra Contact này ít còn còn ít quái vật lắm, gần như không còn, hình như không còn luôn. Ê, cho chú kiểu rút kiếm mà ba. Hello. Mình tế anh, mình tế anh. Uầy. Đùa nhau à. Con này được lắm. Rồi. Mệt cho người nó kiếm cái chôn thong. Quest là Emelitite Host. Nói chung thế, nói chung vậy. Ok, dục bớt đồ rồi đó. Chặt chỗ quá. Những món item mà cần lấy là Endra Fetus. Và bạn có thể giết mấy con Endra là có liền gì. Và mấy cái Dead Essence of Death. Mấy cái này thì bạn lấy từ mấy con Wright Chôn Thong vừa lấy được. Và cái Eye of Aracha là cái con mình vừa giết từ trong khúc Assassin's Creed King ấy. Sau khi mà mang đầu nhiều món item đó đưa cho mụ phù thủy ở cô phù thủy ở làng Flotsam, ở bên ngoài Flotsam, thì và ta sẽ thực hiện nghi thức ở cái chỗ bức tượng mặt đỏ, bức tượng hà mồm. Bây giờ nhiệm vụ chúng ta đi tìm cô phù thủy đó. Đâu rồi ta? Mình cũng chả nhớ cái nhà này đâu nữa. Nói chung nhà này bị tách riêng. Ok rồi. Ê, lộn. Nhầm rồi, sorry. Bên nào nhỉ? Bà này à? Có vẻ hơi mập so với quy định. Vua vật tay kìa. Ấy, đó, cả nhà bị tách riêng thế rồi. À, thấy không, mình không có khả năng trao đổi với bà về vụ cái Medrachin hết nữa. Hết. Thực chất những sự việc xảy ra trong West Melity's Hearth chỉ đơn giản như sau. Khi bạn đang sở hữu cái New Boy Amulet thì bạn nói chuyện với cô phù thủy Anezka. Cô thì này sẽ yêu cầu mua kia, đưa ra đề nghị mua kia lá bùa của bạn. Nhưng mà nếu bạn tìm hiểu kỹ hơn chút xíu thì bạn sẽ được biết rằng lá bùa này vẫn có tàng chứa phép thuật ở trong, nhưng đã bị người nguyên vẫn còn chứa phép thuật ở trong nhưng đã bị nguyên mất tiêu. Anezka có thể loại bỏ được lời nguyên nhưng cần một số nguyên liệu nhất định. Thì những nguyên liệu chúng ta cần thì trong đó có gồm có Endra Fetus, mới giết mấy con Endra trong rừng là có lầy, con thì mua. Thứ hai là Essence of Death. Cái này thì chúng ta làm quest in Claw of Badness thì giết con White nào hầu như nó cũng nhả cái Essence of Death này ra. Tiếp theo là đến cái Troll Trouble, các bạn có thể lấy được cái Troll Tongue. Lúc mà mình chúng bạn đã nhớ, nếu về thực tế bạn sẽ một, nếu bạn đã chọn lấy cái đầu của con Troll nữ về cho con Troll đực á, thì coi như bạn sẽ không thể lấy được chôn thong đâu. Nhưng thực tế bạn có thể giết được con chôn đực để mà lấy cái chôn thong, lấy nó xong. Và con cuối cùng, món item cuối cùng là Eye of Akracha, là món item chỉ lấy được khi bạn đang thực hiện tự trừng quest Assassin of the King, với điều kiện lưu ý là bạn không được đồng ý luôn ngay lập tức. Cái lời đề nghị là đến thẳng đến chỗ của thằng cha Litho, nếu không thì bạn sẽ không nhặt được cái món item này. Sau khi bạn lấy đủ 4 món item thì hãy mang đến chỗ Aniska và là đã sẵn sàng để thực hiện cái nghi lễ để loại bỏ lá bùa. Thì nghĩa vụ của bạn là đến nơi, đến cái ngôi đền
có khuôn mặt người hào môn ra. Hào môn ra như ở đây nè. Thì sau khi đến đó, cô ta sẽ bắt đầu thực hiện nghi lễ. Bà phải làm gì? Khi đang thực hiện nghi lễ, đột nhiên sẽ xuất hiện mấy con Wright. Cái con Wright này không phải quá nguy hiểm, mà cái nguy hiểm nhất của nó là bạn không nên để nó lại, không được để nó phá vỡ giữa chừng cái nghi lễ. Bạn nên duy trì khoảng cách giữa bạn và cô ta. Nếu ở gần quá sẽ dễ dàng bị những đòn tấn công của bạn làm ngắt ngang nghi lễ. Đứng xa quá thì bạn không thể bảo vệ cô ta khỏi bọn Wright. Sau khi kết thúc trận đấu, bạn sẽ được nhận lại cái lá bùa và 125 SP, chỉ đơn giản có vậy thôi. Nhưng nói chung là thế. Quest này các bạn có thể thực hiện nếu bạn muốn, và nếu vì nếu bạn chưa chấp nhận trọng làm một số việc như mình đã làm thì có thể bạn vẫn còn cơ hội để thực hiện quest này. Quest này cũng không thực sự quá là quan trọng vì dù sao nó cũng chỉ cho bạn có 125 SP thôi. Nên thôi vậy. Ri ra chỗ sáng rồi còn đi chào mọi người. Cảm ơn các bạn đã xem F này. Xin chào và hẹn gặp lại ở F. Thế là end F9 rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like hoặc sub nếu như các bạn cảm thấy video này xứng đáng điều đó. Tiện tay click vào video phía trên để theo dõi toàn bộ series The Witcher nếu như bạn mới xem cái này lần đầu. Hoặc là bạn click bên dưới để xem Dark Souls Walkthrough series mà mình đã hoàn thành. Chúc các bạn vui vẻ với những video của mình nhé. Insane, tức là Little Dream, là Little Shot.